Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về cách làm mì trộn sốt. Mì ý trộn sốt đấy các bạn, sốt thịt nhá. Thì các bạn ở đây thì các bạn cần phải chuẩn bị rất là đơn giản, món ăn này rất là thích cho các bạn trẻ nhá, ở nhà mình đấy. Hoặc các bạn có thể thích anh. Thì các bạn ở đây thì mình có chuẩn bị một túi mì ý như thế này. Thì cái mì này thường thường là họ bán ở trong siêu thị rất nhiều các bạn ạ, có rất nhiều loại, thích ăn loại nào các bạn lựa chọn ở đây nhé. Gia vị này và một chút giấm trắng này, thế mình mua giấm của Trung Thành và một chút sốt cà chua để mình tạo màu với các bạn. Và đây là một chút thịt lạc xay, các bạn có thể sử dụng bò hoặc là hải sản tùy ý theo ý mình nhé. Bạn có thể dùng tôm xay cũng được hoặc thịt bò xay cũng được. Và gia vị đi kèm thì ở đây mình có hành lá này, hai quả cà chua và một chút ớt chuông. Nếu các bạn không cần ăn ớt thì các bạn không cho ớt chuông, ớt ngọt cũng được. Thì bây giờ trước hết thì mình đã đi luộc cái mì này đã. Thì các bạn biết là với cái túi mì này mà mình có thể ăn thì các bạn có thể là dùng được cho 6 đến 7 suất ăn đấy. Bởi vì mình thấy luộc lên rất là nhiều. Thì ở đây thì mình ở nhà mình đây thì mình làm 3 suất, cho nên là mình làm có một nửa thôi. Thì ở đây thì mình các bạn đun một nồi nước sôi lên, sau đó các bạn để cho nó sôi, sau đó các bạn thả mì vào. Đấy, các bạn thả mì vào nó mì các bạn luộc luộc từ 3 đến 5 phút đấy các bạn nhé. Thực ra thì ở hướng dẫn các bạn là người ta có hướng dẫn là luộc, mình thấy họ bảo luộc có 3 phút thôi nhưng mà mình thấy nó không mềm đâu. Thì các bạn cứ thử xem, thì là tùy vào cái độ nửa của mình chẳng hạn. Thì các bạn cứ thử xem nếu mà cái mì nó mềm ấy thì các bạn được nhá. Đấy thì các bạn để sôi như thế này, sau đó các bạn đậy vung vào. Khi sôi thì các bạn cho nhỏ lửa thôi, cũng không cần phải là cho nhiều lửa đâu. Thì các bạn cho nhỏ lửa và đậy hé vung ra. Còn nếu mà các bạn đậy vung là nó sẽ bị trào cái bọt đấy ạ. Trong thời gian chờ đợi cái mì nó sôi thì các bạn đi thái quả ớt rồi thái cà chua và thái hành lá ra các bạn nhé. Cái miếng ớt thì các bạn có thể thái hạt lựu cũng được, hạt lựu, hoặc các bạn có thể thái miếng ngắn ngắn như mình như thế này thôi. Đấy thì mình thấy là và cà chua này thì các bạn là cẩn thận thì các bạn có thể là cắt cái vỏ, gọt cái vỏ ngoài đi, còn không thì các bạn có thể thái miếng mỏng như thế này để mình trưng cho nó nhanh mềm ấy. Mình thấy cái ớt chua mà cho kèm vào thì ăn nó rất là ngọt và thơm. Thì nếu mà các bạn không thích thì các bạn không cho cũng không sao. Thì chủ yếu là cái sốt thịt ý, mình dưới lên cái mì để mình ăn cho mà chất lượng nó ngon hay là không ngon các bạn nhé. Đấy thì đến cái hành thì các bạn cũng thái như thế này. Thì các bạn cứ chuẩn bị đầy đủ các gia vị đi đến khi mình nấu rất là nhanh đúng không ạ? Như mình thì mình thấy là đấy, chuẩn bị đầy đủ như thế này rồi. Và vừa rồi xong mình chưa giới thiệu với các bạn có một chút đường nhé. Vì cái sốt thì bao giờ các bạn cũng làm chua ngọt đúng không? Thế thì mình quay lại cái nồi như thế này thì các bạn biết là đây, mình đã luộc đến 5 phút rồi đấy. Thì các bạn thấy nó nở ra rất là nhiều như thế này và các bạn thử xem nó mềm chưa nhá. Đấy các bạn thấy này, đấy mềm như thế này rồi. Mà khi mà mình nhai cái miếng mì ấy nó không còn nõi nữa thì mới là được các bạn nhé. Khi mình thử miếng mì mình ăn nó không còn nõi nữa ấy, thì là ok. Và lúc này được rồi thì các bạn tắt bếp, mình tắt bếp và mình cho ra một cái bát, nếu mà các bạn có sử dụng bát là bát nước lọc nhá, một bát nước đun sôi để nguội, mà nếu mà có cái nước mát thì là càng tốt các bạn ạ, còn không thì có nước đun sôi để nguội thôi. Thì để các bạn thả vào đấy, bởi vì là khi mình ăn thì mình trộn trực tiếp luôn, cho nên là các bạn thả như này để nó không có cái độ dính ấy. Đấy thì sau khi mình làm xong rồi bây giờ mình đi chưng thịt thôi. Thì ở đây thì các bạn có thể là thay thịt lợn bằng thịt bò hoặc các bạn thay thịt lợn bằng 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 tôm. Đấy thì các bạn tùy theo ý thích của mình nhá. Các bạn có thể làm mì ý trộn hải sản rất là ok. Tức là mực ấy. Mực xay hoặc là tôm xay đấy, mực tôm xay lẫn, sau đó các bạn cũng chưng chua ngọt như này, các bạn phết các bạn cho lên để trộn với cái mì ý này cũng rất là hợp lý. Đấy thì các bạn rang thịt nó săn rồi thì bây giờ mình cho cà chua vào, mình đảo lên này. Các bạn đảo lên ở đây mục đích là mình để cho cái cà chua nó mềm đấy.
Thì trước hết là các bạn đảo, thì sau đó các bạn cho một chút xíu gia vị vào luôn đi. Ở đây là mình cho luôn, bởi vì khi cái cà chua ấy nó ngấm một chút muối và một chút gia vị vào ấy, thì các bạn biết là nó rất là nhanh mềm. Cho nên các bạn nên nên nhớ là khi nấu ăn mà mình muốn cái cà chua nó nhanh mềm ấy, các bạn cứ cho luôn cái muối vào thì nó nhanh mềm lắm. Đấy là bí quyết và kinh nghiệm của mình thì mình thấy mình chia sẻ với các bạn nhé. Đấy thì sau đó thì bây giờ mình đun cho nó mềm cà chua này. Đây các bạn đã thấy cà chua rất là mềm như thế này rồi này. Đấy, thì bây giờ mình cho một chút xíu nước nữa. Thì các bạn tùy theo cái lượng nhà mình làm nhiều hay ít. Thì như mình ở đây là mình làm 100 g thịt, hai quả cà chua, thì mình cho thêm khoảng 100 ml nước. À, mình chưa giới thiệu với các bạn là vừa xong đó, chốc nữa này mình tạo cái nước sốt nó có độ sánh ấy, thì các bạn phải chuẩn bị một ít chút bột năng ấy, bột năng và hoặc là bột sắn dây. Đấy thì các bạn cho luôn đường vào này để các bạn đun cho nó mềm cà chua ra đấy. Các bạn để vung các bạn đun nhá. Đun khoảng 2 đến 5 phút. Nhỏ lửa thôi các bạn ạ. Cho cái cà chua nó mềm ấy. Đấy mình thấy các bạn thấy chưa? Cà chua rất là mềm như thế này rồi. Và bây giờ là mình cho gì? Bây giờ là mình cho một chút sốt cà chua vào để mình tạo cái màu cho nó đẹp ấy. Vừa có màu và vừa có cái hương vị của sốt ấy. Đấy. Thì các bạn cần màu ít thì các bạn cho ít thôi cũng được. Đấy và các bạn đấy mình đun mình thấy màu nó lên rất là đẹp như thế này. Và mình cho luôn giấm. Giấm ở đây thì đấy cái lượng nước mình cho như vậy. Khoảng 100 ml nước thì các bạn cho khoảng 2 thìa giấm thôi nhá. Thì sau cái độ chua của mình mà các bạn có thể thích ăn nhiều giấm hơn thì các bạn có thể cho hơn 2 thìa cũng được. Thì các bạn có thể thay giấm bằng chanh cũng được các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy là cái chanh nhiều khi ăn nó không hợp giấm, thì mình nấu cái giấm mình thấy nó hợp hơn. Và đây đây là một chút bột năng của mình đấy. Bột năng ở đây là tạo gì? Bột năng của đấy mình quên không giới thiệu với các bạn. Các bạn có thể thay thế bột năng bằng một sân dây cũng được nhé, để tạo cái độ sánh cho sốt mà các bạn. Đấy mình cho cái bột ở đây thì mình chỉ cần sử dụng ít thôi các bạn ạ, khoảng 1/2 cái thìa bột năng thôi, thìa ăn phở ấy. Các bạn dùng 1/2 thìa thôi và mình cho một ít nước nguội vào để mình hòa cho nó tan ra. Sau đó là mình đổ vào như thế này để mình nấu. Các bạn nên nhớ là khi mà mình muốn tất cả những đồ mình đã dạy nấu xong hết rồi, sau đấy mình mới cho cái bột năng vào các bạn nhé. Đấy các bạn thấy lửa nó cháy nên là nó có độ sôi và độ sánh luôn này. Và các bạn cứ để cho sôi lực xịch khoảng 2-3 phút nhá, cho nó chín bột năng ấy. Cái bột này khi mình pha ra và mình cũng rất là nhanh thôi. Thì thường thường họ dùng những cái bột này có thể dùng trong nấu chè. Và lúc này mình mới cho ớt, cái ớt chuông vào. Thì các bạn biết là cái ớt này rất là nhanh chín đúng không? Ở đây là mình thích ăn ăn thêm rau quả thôi thì mình cho vào. Đấy. Các bạn còn có thể là cho thêm một chút xíu hành tây nữa cũng được đấy. Rất là ngon. Và các bạn thấy được rồi đúng không? Cái ớt thì rất là nhanh chín rồi. Thì khoảng chỉ cần tái tái một chút xíu thôi, các bạn đang nóng như vậy các bạn đổ vào, các bạn quấy sôi đều lên cái là được. Và sau đó là mình cho luôn cái hành vào. Và các bạn biết là như vậy là mình đã đủ vị chua, vị ngọt và độ mặn rồi. Cho nên là mình cũng không cần phải cho một cái gia vị gì thêm nữa. Và như vậy nếu các bạn nào có nhu cầu ăn cay thì bạn mới cho sốt hoặc là tương ớt vào cái lúc mà mình ăn mì trộn các bạn nhé. Còn khi nấu nồi nước sốt này các bạn đừng lên cho ớt luôn. Bởi vì sao? Có những bạn không ăn được ớt. Đấy. Thì đây sau khi bắt mì mình đã vớt ra như thế này, rất mềm và ráo nước như thế này. Và đây là cái nồi sốt mình đã làm xong. Và bây giờ mình cho ra đĩa để thưởng thức các bạn nhé. Thì bây giờ mình gắp mì vào đĩa. Thì là tùy theo cái lượng mình ăn nhiều hay ăn ít. Thì các bạn có thể là trộn mì vào đĩa hoặc các bạn có thể trộn mì vào bát. Đấy là theo cái sở thích của mình. Thì thực ra các bạn lớn ý, thì thích ăn vào đĩa hơn. Còn các bạn nhỏ thì cho vào bát cho nó gọn đúng không ạ? Đấy. Thì các bạn thấy là được 3 suất thoải mái luôn. Thì các bạn thấy là rất là đơn giản thôi. Mình mua cái gói mì này khoảng hơn 20.000. Và mình làm thịt bò hay thịt lợn này theo nhu cầu của mình. Thì để mà nói trị giá ra để mình đi làm thì mất khoảng 40.000. Nhưng mà các bạn có thể làm được 3 suất mì rất là chất lượng và ngon. Đấy.
bạn xem rất là hấp dẫn và thơm ngon. Tội gì mà mình không làm ở nhà đúng không ạ? Đấy, thế các bạn thấy chưa? Rất đơn giản thôi mà rất là hấp dẫn và thơm ngon đấy. Thì các bạn hãy vào bếp và làm cho các bạn gia đình nhà mình ăn cái món mì ý mà mình được làm tại nhà mình nhá. Thì thấy mình thấy là cũng bạn nhà mình rất là thích ăn, mà hai nữa là cũng không có gì là khó. Đây là bạn lớn nhà mình đây, bạn thích ăn tương ớt cho nên là bạn ấy đang cho ớt đấy ạ. Đấy, ớt đấy, bạn trộn vào để bạn ăn và bạn ăn rất say miệng nha. Và đó bạn ấy trộn và bạn ấy quặn như thế này này. Đấy. Rất là ngon đấy các bạn ơi. Thế là video của mình đến đây đã xong rồi các bạn nhé. Các bạn hãy làm để thưởng thức món này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn làm ngon và thấy video của mình mà hay thì cho mình